sáng đi chợ mua được này đó em. Cái này ớt nhái. Ớt đúng rồi. Ớt trong này không được to như đó ha. Ớt bự ớt thôi chồng ơi. Vậy là ớt đồng hả? Ớt đồng mình vậy. Mấy cái ớt này em làm gì ăn vậy? Em xin chiên giòn ha. Chiên giòn hả? Ừ. Mình chiên giòn mình ăn với rau cải nè hả vợ? À. Cái rồi mình hết rau gì ăn luôn rồi. Dưa leo mình gói vô chồng. Đều trái chút xíu à, nãy nãy ra thăm trái nhỏ xíu à. Ừ. Vợ chồng của Máy Lá Tình Quê xin trân trọng kính chào các cô chú, các anh chị, các bạn đang xem và theo dõi kênh Máy Lá Tình Quê. Mình xin gửi lời chân thành nhất đến các bạn, đến cả nhà suốt thời gian qua ủng hộ vợ chồng mình để có động lực làm những cái video hữu ích đến cho mọi người. Thì hôm nay thì cả nhà cũng biết là vợ mình đã mua một số ớt, nó còn nhúc nhích luôn các bạn ơi, mà mình không dám quay, mình sợ YouTube không cho phép mình làm điều ấy. Chắc các bạn cũng biết là lý do bữa nay vợ mình mua món gì và làm gì rồi, phải không cả nhà? Thì xin mời cả nhà, xin mời các bạn theo dõi vợ mình làm như thế nào nha. Chiên giòn á. Ủa mình không mặn lại à? Mặn hết chưa? Sao đâu có mặn đâu. Ủa mấy con bự ở dưới nha em ơi. Nãy em thấy tính nó nhỏ vậy, mấy con bự ở dưới. Giờ lửa. Cơm cũng sôi rồi, giờ mình hạn chế lửa phải không em? Ủa cũng khác bữa rồi. Bỏ vô mình nữa. Mình cho củ hành, cho tỏi vô. Cho hạt nêm vô. Mình cho bột ngọt vô. Cho tiêu vô. Dầu hào. Cho thêm ớt vô. Muối tôm vô. Rồi mình trộn lại cho đều. Mình trộn gia vị này cho thấm đi. Có 20 phút mà mình đem đi chiên. Giờ mình xới cơm, cơm cũng đã chín rồi. Mình xới, mình nhắc xuống rồi mình chiên. Giờ mình bắt chảo lên mình chiên ớt. Chảo nóng rồi mình bỏ dầu vô. Dĩa bột chiên giòn nè, bây giờ mình tẩm cơm mà ớt vô mình chiên. Mình cho miếng dầu hành vô cho nó thơm. Còn nha. Cả chi như đi chồng còn nhiều không hỏi chứ nữa. Mình đè cho nó xuống nó vàng. Chợ này thì bán đồ đồng không dễ ăn hết à. Cá đồng. Chợ quê mà. Ôi dạ, ớt nó rồi. Dính nè. Ừ, dính này dính cái bột quá dạ. Ừ. Cầm chiên cho dạ được hả? Em làm chiên khác đây này, em chờ anh chiên cho. Ừ. Rồi.
Nhà có hai vợ chồng mà cái này ơi, công việc chia nhau làm. Bữa nào tốt trời đó cũng mình cũng đi câu cá hay là làm rẫy này nọ tiếp vợ. Chị nha. Ớt vàng mình vớt ra. Quá ngon quá thơm luôn. Đã quá. Thì chia thêm mẻ nữa hả vợ? Cái này nhiều rồi, nó ăn lớn bữa rồi cả nhà ơi. Nên hai chồng cho đã. Nó nóng nó dẫm nó lên đây vợ. Nó dẫm như sống luôn. Cái mình chiên cái chứ xưa nó thẳng à. Cái đường sống nó không có dài vàng. Vậy đó hả? Cho nó nằm xuống vậy nè. Ồ, mà dĩa thứ hai cũng sắp chín rồi cả nhà. Cũng mau quá hả vợ ha. Mà nhưng mà mình đợi cho giòn nó ngon nha cả nhà ơi. Dạ, bây giờ trắng thì mình ăn cũng được, cái đó nó chín rồi đó, nhưng mà có cái mình làm giòn, chủ yếu mình chiên bột nó giòn giòn rồi mình gói rau cải mình chấm nó mắm nó vậy ha. Chấm nó mắm ngon. Mắm chua ờ à, đúng rồi là mắm chua, mắm cơm. Ếch chưa mặn á hả? Cái ếch chưa mặn á, nếu mà mình ăn đúng của nó là đúng của vườn miền Tây mình luôn á, là không có lột da. Em chụm nước sôi em cạo em mổ này, cái da rất là ngon luôn á. Hồi đó anh cũng gốm gốm nhưng mà có một lần anh ăn rồi em biết. Rất là ngon luôn, nó giòn giòn sau đó đã lắm. Cái da nó giòn phải không? Ừ, nó giòn giòn đã lắm, ngon lắm. Bữa nào già dạ mua về làm đại đi. Ếch này có nấu ghi nữa đó chồng. Có, sầu lăng này đủ loại. Ồ vậy nó chấm vậy nước mắm giờ mình cũng đã làm rồi các bạn ơi. Mà nước mắm này là làm không gài bổng keo qua đây gót ra chứ không phải mới làm các bạn. Thì khâu chuẩn bị cũng sẵn sàng rồi các bạn, chỉ đợi trên trên chảo đó là đem xuống là mình có thể là mình vào một buổi ăn thịnh soạn rồi các bạn. Ra món. Ra món ha. Mà nào giờ có ăn nhà hàng đâu. Ừ, nào giờ hai chồng mình chưa được ăn nhà hàng đúng không vậy? Nổ em á, nổ văn mặt đó. À, như vậy là coi như là cái bữa cơm của vợ chồng mình cũng đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. À, bây giờ thì xin mời các cô chú, các anh chị, các bạn đã xem video của Máy Lá Tình Quê cùng dùng với mình nha, cùng dùng với vợ chồng mình nha. À, xin chào cả nhà nha. À, tất cả cũng đã chín hết trơn rồi cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà, xin mời các cô chú, các bạn cùng dùng cơm với vợ chồng mình nha. Mời mọi người ăn cơm với mình. Thử cái đùi ra. Hả? Rồi gì khối vậy? Không có đâu dẫn. Thấm quá. Thấm gì? Ngon mà. Ngon quá. Cho giòn gụm mà. Giòn gụm mà ớt nó ngọt. Với cái khi mình chiên á mình có ớt gia vị á. Cây cây mà tiêu á. Tiêu rồi. Vậy. Thịt nó dây nhá dần á. Thịt ớt dây nhá. Cái này ớt của mùa tiêu rất là ngon. Ớt đồng mà vợ. Nó đồng ngon lắm. Mày làm cái được á. Làm nó có. Được. Hai chồng hai dĩa. Ngon quá chồng ơi. Chồng gồm mà ha. Ngon quá chồng, rất ngon. Anh thích nhất là em biết giờ không? Em biết mình thích với ông làm khi mình ốp của miếng tiêu á, vì cây 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 mà thơm. Ngon. Ốp gia vị nhà tùy theo khẩu vị mỗi người thôi. Ví dụ mỗi người thích ăn mặn thì nó mặn chút. Chứ ớt mà mình không ớt á mình đi chiên bột rất là ngá nhờ. Ừ, ngá nó đủ ngon ớt. Ngon quá. Ừ, giòn. Giòn.
mình chiên cho tới chút xíu á thì có thể là mình ăn hơi lâu chút xíu nó cũng vẫn còn giòn, nó vàng á. Ừ, nãy giờ chiên rửa thì dư mà chà. Ngon lắm. Ừ. Chuẩn bị cả nhà cũng hết nha. Trời nó bẻ nó còn cũng thấm, nó thấm từ chút luôn. Ngon quá nhà ơi. Thịt nó đồng thì nó dai. Dai như thịt gà vậy. Đúng rồi. Ừ. Tại con nhái đồng với con nhái nuôi là mình ăn mình biết liền. Nhái nuôi nó mập lù rồi, thấm dai. Nó dai mà nó thơm. Ngọt á, ngọt á. Bởi vì cái bởi vì khi mà mình ra chợ mình mua thì bán mắc hơn là đúng rồi. Nhái đồng đúng là cũng mắc hơn nhái nuôi. Bạn hàng bán mắc đó chồng ơi, ở vườn đem ra bán cũng mắc mấy chục ngàn ký à. Dạ. Ừ. Cho ta căng lại không? Ừ. Cái này bạn hàng bán lần ký trăm mấy luôn á. Dạ. Ừ, tao thấy rồi. Giờ căng quá. Ừ. Giờ căng quá vậy. Cái gặp mình nói được hả? Ừ. Nói hay vậy mà. Hả? Nói hay vậy mà. Ừ.